Nhóm Phân Nữ Miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì hiện tại Ngân đang có mặt tại xã Bình Hòa để mà thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là chị Vân Lâm, chị Thúy Lâm cùng với là anh Tài Lâm và muốn hồi hướng công đức để tưởng nhớ đến mẹ hiền là Nguyễn Thị Tiết và ghé thăm năm hoàn cảnh gia đình để gửi tặng năm phần quà và có giá trị là 1.000.000 đồng đến tặng cho những bà con hiện tại đang gặp khó khăn ở những hoàn cảnh gia đình bệnh tật. Hội đầu tiên mà ngày hôm nay Ngân ghé thăm là hoàn cảnh gia đình của bà Ba. Để hiểu rõ thêm về hoàn cảnh gia đình của bà thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng vào trong nhà nha. Nhà của mình thì là được nhà đại đoàn kết hỗ trợ cấp cho năm 2018. Dạ, con chào chú. Chú có thể dìu bà ra ngoài này dìu được không? Dạ, con chào bà Ba nha. Con mời bà Ba ra phía trước ngồi với con nha. Dạ. Dạ, chú con mời chú ngồi đây với con Ngân nha. Dạ, chú với bà là hồi như là tôi ở Long Xuyên về đây là năm 77. Dạ. Là hai mẹ con là sống tới bây giờ luôn. Dạ. Mảnh đất của ông bà để lại. Hiện giờ là nói chung là nhà lúc trước là khoảng từ năm 2018 trở về trước đó thì giờ cũng như là như cậu khoảng năm 2011-12 là mình làm. Dạ. Đi làm thì cái đồng lương nó quá ít ỏi. Rồi sống không nổi xa mẹ già đó. Làm ở nhà trọ thì nó lương quá thấp. Rồi tới 12, 13, 14, 15, 15, 16 là nghỉ. Là đi làm ở như là ở chùa. Dạ. Là công quả. Rồi giờ tới ngày hôm nay cũng vẫn còn đi chùa. Rồi giờ tôi là năm 2018 là ở chính quyền địa phương đó là các nhà để hỗ trợ chỉ có 30 triệu mà thôi. Dạ. Còn vấn đề còn lại thì mình tự mình phụ vô mình cắt. Và hiện nay là cắt thì cái nhà cũng tương nó cũng hư hao, nó xuống cấp lại trở lại rồi. Bây giờ hiện nay không có kinh phí để mà sửa chữa. Dạ. Bà cụ bây giờ cũng 80 ngoài tuổi rồi. Hiện nay cũng không có, nếu mà ở chính quyền, nếu mà dạ, chú ơi, dạ, chú thì ngoài bà thì ngoài chú ra là còn được bao nhiêu người con nữa? Nếu mà trong gia đình thì có hai nam một nữ, mà mấy người kia đã có gia đình, đã có con cái, cháu nội, cháu ngoại hết rồi. Dạ. Mình đã úp rồi đập thân, mình nuôi bà cụ tới ngày hôm nay. Dạ, vậy là hồi đó giờ là chú không có lập gia đình luôn. Dạ, theo như những cái chia sẻ của chú hồi nãy giờ thì hiện tại là cái gia đình của mình, cái nguồn thu nhập chính thì cũng đến từ chú, nhưng mà chú thì cũng không có làm được gì nhiều á, cho nên là cái số tiền mà mình kiếm ra được có đủ thôi mình trang trải, mình lo cho cuộc sống hàng ngày không chú hả? Hồi trước thì nói chung thì cũng tạm tạm được, còn bây giờ hiện nay là chỉ có như hỗ trợ cho bà già có 300 mấy một tháng. Dạ. Rồi hiện nay thì ở nhà mình chuẩn bị ăn cơm rồi xong để tới chùa để làm công quả đó. Dạ. Thành ra không có thu nhập gì vô hết trơn. Dạ. Rồi mấy người con khác hay những cái người con cháu rồi đó là có hay ghé thăm hay là gửi quà gì cho bà không chú? Chỉ có ghé thăm người như Tết, cái mấy ngày Tết thì có về để bánh, để cúng bần thời thôi, chứ ngoài ra không có cho bà cụ bao nhiêu số tiền. Dạ. Bà thì năm nay là 80 mấy tuổi rồi. Mà sức khỏe của bà hiện tại tốt không chú hả? Khỏe hiện nay thì nói chung thì bây giờ nó càng ngày càng tệ. Đi cũng như đi ngồi gì không, chứ đứng như mà làm thì không được, bị hai cái đũa mà yếu, cũng như là trí tuệ, trí nhớ mình không còn như minh mẫn như ngày xưa. Dạ. Rồi bà thì hồi trước là bị bệnh gì hết chứ? Nói chung là trong gia đình nó hoàn cảnh thì từ con cái tới con dâu, nói chung là có nhiều cái chuyện quẩn khúc á. Dạ. Ra nói từ cái chỗ đó thì bà già bà càng ngày cái không được, như là con từ con cái mới làm cho cha mẹ buồn lòng. Dạ. Sanh ra bệnh. Dạ. Như làm ra cho cha sanh ra bệnh rồi mới đi trước, đi xong rồi tới bà cụ. Dạ. Rồi bây giờ là hiện tại mình có thuốc thang hay là chở bà đi khám thường xuyên đó không chú? Bây giờ thì bà cụ thì đã không cái chị thì cái mùa dịch Covid-19 á thì có bà cụ có hơi ho một tí thì ta kêu uống thuốc mà bà cụ không chịu uống,
ép kỹ lắm, mới uống uống nhiều chịu phúc cảm, chịu phúc hòa. Dạ. Rồi tới giờ hôm nay là hết hết bệnh rồi, cũng như vậy thôi, chứ ngày thường cũng hồi trước tôi cũng bình thường. Vậy. Dạ. Thì có hơi chóng mặt một tí, thì cũng có uống thuốc, mà uống thì không có chịu uống. Dạ, vậy là chủ yếu là bệnh già thôi. Còn như làm cái về mặt mình như chính quyền địa phương mất muốn làm giấy căn cước thì trong này bảo có cái gì đó. Dạ, bảo hiểm. Bảo hiểm đó thì phải làm giấy căn cước được, mà bà không chịu làm. Lúc trước ở làm giấy chứng minh, bà không chịu chụp hình, bà khó. Tánh tình như là khó khăn đó. Dạ. Rồi lúc trước phải đi đứng được bình thường. Dạ, tại vì con cũng thông cảm, là tại vì bà thì lớn tuổi rồi, cho nên nó là không có còn nhớ được nhiều chuyện nữa. Rồi tính thì cũng đổi khác rồi, không giống như hồi lúc trẻ nữa. Dạ, ngày hôm nay thì con đến đây để mà thăm chú cũng giống như là thăm bà. Thì sau đó thì con có một cái phần quà muốn gửi tặng cho chú cũng như là bà. Thì được một cái vị mạnh thường quân, đó là chị Vân Lâm, chị Thúy Lâm cũng như lại là anh Tài Lâm muốn gửi tặng đến cho gia đình của mình nha. Dạ, thì ở đây con xin gửi tặng cho chú ạ. Cảm ơn nhà mạnh thường quân, nhà tài trợ giúp gia đình do mẹ con sống quan ngại để xin sở để mua đồ cho bà cụ ạ. Cảm ơn nhà tài trợ. Dạ. Chú mở phong bì ra giùm con với nha. Dạ. 1.000.000 đồng đúng không ạ? Thì con cũng chúc cho chú cũng như là chúc cho bà sẽ có được nhiều sức khỏe nha. Tiếp theo thì con xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng con đến thăm hoàn cảnh gia đình của bà ba. Được biết thì mắt của bà hiện tại không có thấy đường, sống cùng với lại một người cháu gái, thì hiểu rõ thêm nhiều hoàn cảnh gia đình của bà. Thì bây giờ con xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào trong nha. Dạ, con chào bà ba. À, ngồi nghỉ đi cô. Dạ. Dạ, ngồi nghỉ. Bà ba ơi, năm nay bà ba bao nhiêu tuổi rồi? 69. 69 tuổi. Con có nghe nói là bà ba ở đây là ở với lại một người cháu gái hả? À, một cháu. Dạ. Rồi ngoài người cháu ra thì bà ba còn được bao nhiêu người con nữa? À, thấy được ba thằng trai, mà một đứa bên Đồng Tháp á. Dạ. Còn một đứa thì ở ngoài Đà Lạt. Dạ. Rồi một đứa thì trong số 5. Wow, vậy là con thì ở xa thôi, không có ai ở gần hết trơn. Dạ. Nhỏ gái ở Đồng Nai, nó đi màn ăn tứ tác, tìm nhà mướn đi, dàn cảnh như là nó đặt luôn chứ. Dạ, còn cái người cháu mà ở cùng với mình là con của người thứ mấy con hả bà? Con nhỏ gái Úc, dạ, con nhỏ gái. Vậy là chị thì đi làm rồi xong rồi bỏ bé ở nhà lại với bà. Nuôi nó từ nhỏ lắm. Dạ, cái mắt của bà ba là không biết là bị cái gì hả bà ba hả? Bị làm kinh mắt, 20 mấy năm rồi đó. 20 mấy năm rồi. Hồi lúc đó là mình không có chạy chữa hay là mình điều trị được hả bà? Điều trị không được, bị thần kinh, không có trị được. Dạ. Rồi bác sĩ họ nói là không có trị được cho nên là mình chịu đựng luôn rồi tới bây giờ. Ở gì, không có trị được cho nên rồi cái cũng đi cũng trị lắm nha, đi thuốc nam dữ lắm nha, cái không được. Đi qua thuốc tây. Dạ. Nó mắt nó không có trị được. Dạ. Lúc đó là mình bị sao trước hả bà? Không có bị chân á. Nó từ từ nó mờ cái mình nghĩ là mình đến tuổi nó bị mờ thôi, cấp 43 tuổi á, mình tưởng mình làm cái để giết thời gian xong rồi nó mờ nhiều, nó đi trị là trị không được. Vậy là nó bị trễ quá rồi. Lúc đó gia đình mình hoàn cảnh mình cũng gặp khó khăn nữa. Dạ. Mình không có đi được trị nữa, sớm nữa. Dạ. Cũng nghĩ rằng 43 tuổi là mình là tuổi làng rồi. Dạ. Đâu có nghĩ rằng bệnh mắt mà cho nó triệu chứng nó không có bị ngứa, bị sốt gì chân á. Dạ. Rồi hồi lúc mà còn trẻ thì bà ba làm gì vậy bà ba hả? Đi bán bún, bán đủ thứ chân á. Bán bún. Ừ. Đi bán bún. Vậy là mình cũng buôn bán để kiếm sống thôi. À, dạ. Không có buồn gãy gì chân cháu ơi. Dạ. Hồi đó giờ không có buồn gãy gì chân, không có đắt cát chân. Dạ. Rồi bình thường bà ba ở nhà là chỉ ngồi ở trên giường hoặc là đi tới luôn trong nhà thôi hả? Mình mấy tháng nay là bị rối loạn tình tình với thiếu máu não. À. Dạ. Rồi chóng mặt hoài không dám đi nữa. Không dám đi nữa. Đi sợ nó té. Rồi đi mất lần dịnh từ 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 đi nhỏ cháu nó mặn nữa. Dạ. Sáng này nó quét nhà, quét đồ quần áo nó cũng giặt cho đó. Không có đi tới luôn nhiều nhưng mà lần mà lần gì mặn được hết trơn à. Dạ, rồi bây giờ thì chủ yếu là chỉ ngồi để nghỉ ngơi thôi chứ mình cũng không có dám không đi lại nhiều nữa. Rồi cái thuốc mà mình hàng tháng đi lãnh uống bà ba là có tốn phí hay là tốn tiền gì không? Có bảo hiểm mà nhưng đâu hoàn cảnh đâu có đi được đâu. Hoàn cảnh thấy đường này là xe cổ, con cháu đâu có ai đâu dắt nhiều mình đi, cũng khổ dữ lắm. Dạ, thành ra là mình không mua có đi được luôn, mình phải mua thuốc ở ngoài. Mua. Dạ, mỗi lần mà mình mua như vậy thì tốn nhiều tiền không bà?
tốn tiền nha, thuốc thuốc hoạt huyết gì máu não gì đó. Dạ. Nhỏ cháu gái cái bên anh đặt trên mạng giùm nó mua đó là 3 dĩ mà 95 ngàn hộp. Dạ, một hộp là 95 ngàn. Cái đó là bà uống hoạt huyết nhất nhất để mà hỗ trợ máu lên não đúng không? À, thuốc cho chị giùm mà cái máu não đó, với cái lớn đồ chị Bình đó. Dạ, rồi mấy hôm nay thì bà ba ăn được ngủ được không? Ăn được ngủ được mà con cái chóng mặt. Chóng mặt? À. Dạ. Chón gión gì đó. Ngồi thì ngồi đi chút xíu mới đi được nha, cháu có bỏ vợ đi liền được nha. Dạ. Đi mắc dịnh. Bà không chóng mặt nặng dữ lắm rồi mà đi chiêu bác sĩ ra chích á. Dạ. Bây giờ thì có ít bớt rồi, 10 bằng nó giảm được đâu cũng 8 rồi đó. Dạ. Bây giờ uống thuốc hoạt huyết hoài vậy đó. Dạ, uống xong thì giờ bà thấy đỡ chưa? Đỡ hơn không bà? Uống cái hộp nhỏ nhẹ nhẹ tì nó không hết. Bây giờ bác sĩ cho tôm thuốc nặng tì uống hết. Dạ, vậy là bây giờ thì uống thuốc là nó đỡ hơn rồi. À, uống thuốc thì nó khỏe. Dạ. Ngủ được, ăn được mà có cái chóng mặt. Dạ. À, mình cố gắng mình uống thuốc để điều trị nha. Như là người ta nó mập quá, máu có máu mỡ, máu mỡ đó đó. À, bị máu nhiễm mỡ hả? Mà không biết máu nhiễm mỡ, người ta nó kêu cái lá kiếm cái lá. À, gì lá. Ổi uống mà ở đây có đâu có cái ổi đâu. Dạ. À, con nghĩ là trước khi mà uống cái gì thì bà cũng nên là đi xuống bệnh viện để mà bác sĩ họ khám rồi họ nói là mình bị gì, xong rồi sau đó về mình có thuốc, mình có uống điều trị nó sẽ dễ hơn cho mình nha. À, bà đừng có uống lâu lâu quá à. Dạ. Dạ. Bà biết rồi. Dạ, thì ngày hôm nay con cũng rất là vui luôn khi mà được biết đến hoàn cảnh gia đình của bà. Và để mà đến thăm bà thì con cũng có một cái phần quà để mà giúp đỡ cho bà nha. Thì cái này là tấm lòng của Mạnh Thường Quân, đó là chị Thúy Lâm, chị Vân Lâm cùng với lại là anh Tài Lâm. Con muốn gửi tặng đến cho bà nha. Dạ. Vậy là bà rất cảm ơn, bà mừng mì lắm nha, bà cảm ơn dữ lắm bà nha. Dạ, cái này là số tiền 1 triệu đồng bà nha. Dạ, 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 1 triệu luôn hả? Dạ. Dạ, quý quá trời ơi. Dạ, bà gắng giữ sức khỏe nha. Chắc con chưa đi lại cho đừng chịu đó nha. Hoàn cảnh gia đình thứ ba mà ngày hôm nay Ngân ghé thăm là hoàn cảnh gia đình của chú Út Tùng. Hiện tại thì cuộc sống của chú Út gặp khá là nhiều khó khăn luôn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng vào trong nhà để tìm hiểu thêm hoàn cảnh nha. Dạ, con chào cô chú. Dạ. Theo như con được biết á, là sức khỏe của chú Út hiện tại là không có được tốt đâu. Cô có thể chia sẻ cho con với là mọi người cùng được rõ thêm được không ạ? Dạ là bệnh của chú hiện tại á cô. Ông nghĩ hoài đó. Là hồi trước tới giờ là chú bị bệnh như thế nào cô hả? Xe tăng. Dạ. Con số rồi cái em lấy số về cái hỏi nó ra cà 2 giờ nó nhậu quá. Xong mà tưởng nó chết rồi đó. Vậy là lâu chưa cô hả? Cũng năm mấy à. Vậy là khoảng hơn một năm rồi. Thì là bị xe đụng một lần rồi cho nên là sức khỏe của chú cũng bị suy giảm. Dạ. Dạ. Yeah. Cái mắt của chú là con thấy một bên là nó bị... Đuôi rồi, đuôi con rồi đó. Là... Bây giờ cũng đau nhất đó. Là cũng do cái vụ tai nạn đó luôn. Tai nạn đó. Rồi bây giờ là mình có đưa chú đi khám bệnh hay là lấy thuốc gì uống không cô? Bị nhất thì đi khám. Nhất thì đi khám. Dạ. Dạ. Rồi ở bên bác sĩ họ có nói lý do tại sao bị như vậy không? Nó nói là mắt mà đu luôn con rồi, bác sĩ nói. Dạ. Nhất khi mổ mà không có tiền mổ. Nhất khi mổ, mổ mới rồi mà không có tiền mổ. Dạ. Ở bên phía bác sĩ họ có chỉ định cho mình là nếu như mà mổ là lấy ra luôn hay là mổ để làm sao hả chú? Nếu mổ lấy cầm gì á. Dạ. Chú có nghe nói là nếu như mà mình thực hiện cái ca mổ đó thì sẽ khoảng bao nhiêu tiền không? Dạ không biết nha. Vậy là mình cũng không có hỏi luôn ha. Dạ không. Mình không có tiền đâu hỏi tới. Dạ. Không có tiền là không có hỏi. Dạ. Rồi cô chú thì mình có người con nào không? Có hai thằng trai. Hai thằng trai. Có ai ở gần đây không? Hai thằng trai đi bằng à. Đi bằng xa hết rồi. Dạ. Con là nhỏ thì em ở cũng hai nữa. Nhỏ lớn nè. Dạ. Dạ. Cho nên là bây giờ chỉ có hai vợ chồng mình nương tựa vào nhau thôi. Có hai trai. Cái nhà của mình đang ở hiện tại thì theo như con được biết là được dựng lên ở dưới mé sông hả cô? Mé sông. Cái này là... cha hờm rồi đó, cha hờm cho phí. Rồi cái thằng em nó thấy không có nhà, nó kêu xuống này ở, rồi cái hư rồi. Cái nhà hư rồi, cái em mà buôn mới cắt lại cho. Dạ. Vậy là hồi trước cái chỗ này là cái chỗ để mà dựa những cái hàng từ thiện. Ừ. Do là vợ chồng của mình không có chỗ ở cho không nên là người ta mới nói với mình là về đây ở đỡ. Ừ. Dạ. Trước đó thì cô chú ở đâu? Ở Mỹ Hội. Ở Mỹ Hội. Có chồng về Mỹ Hội. Dạ. Bây giờ chồng chết chân.
cuộc sống khó khăn quá cho nên là mình về bên này. Dạ. Rồi bây giờ thì cô chú có làm thêm nghề gì nữa không? Cô thấy nhà mình thì cũng có khá là nhiều những cái chai nước ngọt nè. Bán bậy kiếm tiền sữa cho uống. Dạ. À, một ngày như vậy thì cô bán được khoảng bao nhiêu? Trời ơi, rẫy ngoài bán có 50-60 ngàn. À, mình bán ở ngoài phía cổng khu công nghiệp để mà khi công nhân gọi ra thì họ mua. Dạ, chỉ có vài chục ngàn thôi. Cái đó là mình đã bỏ cái tiền vốn ra chưa cô, hay là mình chỉ tính tiền lời? Vốn lời luôn á. Vừa vốn vừa lời luôn, một ngày chỉ có mấy chục ngàn thôi. Bán có lấy có 15 ngàn bán bao nhiêu. Dạ. Vì vậy thì có đủ để mình trang trải, mình chi tiêu rồi mình mua thuốc cho chú không cô? Trời lời có 1 ngàn bạc. Mua 4 mấy ngàn đó, bán rồi cái ngày có 10 ngàn không mà, bán 10 ngàn nó phá luôn 10 ngàn. Dạ. Vậy rồi có đủ đó mình trang trải, mình chi tiêu trong nhà không cô? Ăn không đủ mà còn ăn dính thay dòng ăn bao nhiêu. Dạ. Gạo thóc là cho. À, lúc trước khi mà chú đi bán vé số được thì lúc đó là mình cũng đỡ hơn bây giờ. Bán bún, ở đó bán bún, cây đuổi ngoài đó, dịch mà đuổi đó. Dạ. Cái đó tôi bán cây nghỉ, nghỉ vô đầu tôi nói thôi hai dòng già có làm gì đâu. Đi lên số cho ông bán bậy nữa. Dạ. Nó có 50 vé à. Kiếm 50 ngàn à. Dạ, hôm nay thì con đến đây con được nghe cái chia sẻ của cô cũng giống như là của chú. Thì thật sự con rất là thương luôn. Dạ, có một cái phần quà của Mạnh Thường Quân, đó là chị Thúy Lâm, chị Vân Lâm cùng với lại là anh Tài Lâm muốn hồi hướng công đức để mà làm thiện nguyện để tưởng nhớ đến mẹ hiền, đó là Nguyễn Thị Tiết. Thì con muốn gửi tặng một cái phần quà đến tặng cho gia đình của cô chú để xem như là giúp đỡ cô chú vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn của hiện tại nha. Thì đây con gửi cho cô nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cô có thể mở ra xem. Chuyện cái này tôi cũng đau không chết. Dạ. Dạ. Nó có màu cam mà. À, cô có thể nhìn thấy rõ cái số tiền này là bao nhiêu không? 1 triệu mà. Bờ gần thế. Dạ. Chúc cho cô chú sẽ có được nhiều sức khỏe nha. Và hy vọng là con sẽ có thêm được nhiều cơ hội để mà ghé thăm lại cô chú. Em thì con xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng con đến thăm hoàn cảnh gia đình của bà Năm Ngót nha. Hiện tại thì bà cũng khá là lớn tuổi rồi, sống cùng với là một người con trai, nhưng mà người con trai của bà thì cũng đang mang bệnh nữa. Để hiểu rõ thêm về hoàn cảnh gia đình thì bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng con vào trong nhà nha. Đi về bà nha. Đi về bà. Dạ, thưa bà Năm, con mới tới. Dạ. Cảm ơn gái. Dạ. Cảm ơn Mạnh Tùng Quân. Bà Năm ơi, không biết là hôm nay bà Năm bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay nó 71 tuổi. 71 tuổi. Dạ, dạ. Hiện tại thì 42. Dạ. Ừ, cái này là người con thứ mấy hả bà? Này thằng con thứ 6. Dạ. Rồi tổng cộng bà có bao nhiêu người con không? Không phải 9 đứa lận. Mà mất hết 3 đứa rồi còn 6. Còn 6 người. Còn 6 thằng này với thằng thứ 3. Dạ. Với 4 đứa con gái. Dạ. Mà cũng như là đông người đông chứ. Cũng như để bà nói con nghe. Cũng như người ta cũng có chồng có con, đâu có tiếp chấp gì được nhiêu. Bây giờ có hai mẹ con gì thì sống hàng ngày. Lúc nào nó ví dụ như bệnh hoạn có tiền thì đi xấu thuốc. Không có tiền thì mua thuốc cho uống hàng ngày thôi. Nó ngay đau 5-6 ngày nay, nóng ho, sổ mũi, nhức đầu. Nó kêu đi chích thuốc rồi đâu có tiền đâu đi. Nó hôi uống thuốc đỡ nè. Dạ. Mấy người con khác thì đa phần cũng ở xa cho nên là họ cũng không giúp đỡ gì mình được nhiều ha. Để bà nói cho con nghe, nói ví dụ giúp đỡ thì phần nào thôi, ta có chồng có con, nó có nào mới mượn nhỏ mua một thuốc vậy nè. Dạ. Nói ngay bữa nào cũng mua cho rồi uống bữa nay hơi đã đỡ rồi, mấy ngày anh kêu bà đi chích thuốc đâu có tiền. Hai mẹ con ở nhà đâu có mần gì được, đâu có tiền bỏ nó đi thì ở nhà đâu có ai đâu mà săn sóc rồi đâu có ai đâu làm giùm. Dạ. Ở nhà tính lãnh hôm nay tính lãnh 70-80 tấm giấy số bán rồi hai cái giò gì nè làm sao mà lãnh được. Rồi bắt đó mấy đứa nó nói hai giò đó đi không tên thân rồi lãnh giấy số bán nữa làm sao mà làm được. Dạ. Nếu như mà bà đi bán thì chú bỏ nhà là một mình được không bà? Bỏ nhà thì nó ví dụ như miễn thí dụ chừng nào có đi về thì mới nó cơm nước cho thôi chứ đâu có ai cơm nước cho. Dạ. Có mình ăn hai mẹ con à. Chú là bị bệnh sao á bà hả? Để bà nói con nghe, hồi năm ngoái bà dù dịch nhiều đó thì hai con mắt nó đỏ rồi bắt đầu mới chở xuống với cánh đồng quan với bắt đầu người ta cho nhập viện. Dạ. Nhập viện cái ở với hai mẹ con ở với là 20 ngày cái bắt đầu ở với rồi ở với đâu chừng hai chừng từng hơn từng lễ bác sĩ hỏi chứ giờ ở đây thì không có điều trị được thôi bây giờ 20 ngày rồi giờ cho bà về đi rồi bắt đầu đặng mà bà đi ra thành phố ngoái đặng bà chị
Tôi mới nói vậy nè, bác sĩ ơi, tôi có hai mẹ con hả? Đâu có khả năng đâu đi. Rồi thành ra không có khả năng đi. Có hôm trong Tết thì đi được một lần thôi. Rồi hổm cái bắt đầu, hổm đi xuống dưới cũng khám nữa. Bác sĩ cũng cho giấy kìa, đi về bác sĩ kêu đi ra ngoài. Dạ. Mà bà đâu có tiền đi con. Vậy là ở bệnh viện tuyến tỉnh thì họ nói là họ không có điều trị được, kêu mình là chuyển lên trên. Đúng nhưng rồi. Mà do là hoàn cảnh gia đình của mình thì cũng khó khăn cho nên là mình không có điều kiện. Đúng rồi. Dạ. Không có điều kiện được, rồi thành ra đâu có đi được đâu. Dạ. Rồi chú thì còn nghe nói là không có nghe được luôn hả bà? Không có, hồi nhỏ tới lớn là câm điếc. Rồi hơn một năm nay đó là đi xuống với chị về là không thấy đường luôn á. Dạ. Bây giờ đâu có thấy đường đâu, đi thì mất chắc vậy đó. Dạ. Ở nhà của mình thì được xây dựng lâu chưa bà? Con thấy nó cũng xuống cấp nè, bắt đầu nó bị mối mọt chứ lại mấy cái cột nó gãy hết trơn rồi. Gãy hết trơn rồi, nó bóp bóp, nó mò mò nó bóp nè. Chỗ này nè con gái, nó bóp bóp chỗ này gãy hết trơn nè, với trong chỗ nó ngủ đó. Dạ. Trong chỗ nó ngủ cái này nè, vô đây nè gái. Ờ, mấy cái đà, mấy cái kèo là gãy, nó mục nó gãy hết trơn rồi. Gãy chân đây nè, để bà chắc. Đưa cho con coi cái nó mò ở trong này. Dạ. Không thấy đường, nó mò mò. Dạ, tại vì đa phần khi mà mình không thấy đường thì mình phải dịnh dắt đi vô quá bà. Đó, ngủ đó, trời mưa cái tạt rồi vô cái ướt. Mưa lớn cái tạt chứ. Vậy là mấy cái cao su này mình dừng lại cho nó đừng bị tạt. Rồi, cái bắt đầu mới thấy ra này kia dừng lại. Đó, ngủ đây nè, không có nè. Ngủ đây nè. Dạ. Ngồi lên đó. Cái mưa tạt vô cái nhiều đêm đó, bà không hay, cái nó ra nó kêu. Dạ. Nó kêu vô. Kêu vô nó chỉ trời mưa tạt vậy các bạn. Dạ. Bà mới cuốn đồ lại. Cuốn đồ lại đang mà đang cuốn mùng đồ lại đang cho nó đựng ướt đó. Thì nó ngay cũng ướt một chút đỉnh. Ngồi, dạ, bà ngồi đi bà. Ngồi đi con gái. Dạ. Rồi thằng ra đó, nó ngay nó cũng bóp bóp được, cũng chỉ. Hôm nay hoài nó kêu tôi đóng mà lấy gì đâu đóng. Dạ. Thì con cũng hiểu được hoàn cảnh gia đình của mình hiện tại thì rất là khó khăn luôn. Khi mà bà thì lớn tuổi là không có lao động được, cộng thêm chú thì không nói chuyện được thì cũng không nghe được, cộng thêm mắt thì lại không thấy đường nữa, cũng không có làm gì ra tiền dạ, hết. Đúng rồi. Dạ. Cho nên là hiện tại gặp khó khăn nhiều. Ngày hôm nay thì con đến đây con thăm mình có một cái phần quà con đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chị Thúy Vân. Chị Vân, chị thấy chị Thúy Vân, chị Vân Lâm và anh Tài Lâm cũng có một cái phần quà muốn gửi lại cho gia đình của mình nha. Thì đây con gửi cho bà nha. Dạ, cảm ơn gái với ông ơn mấy cô với ba, cảm ơn Mạnh Tùng Quân nha. Dạ. Thí dụ như lo được thì giúp đỡ giùm dạ. con được. Dạ. Mình mở cái phần quà ra giùm con nha. Thì tôi mong ơn. À, tôi mong ơn nhiều lắm. Còn, dạ. Còn bây giờ đâu có đi đâu được, mặn đâu có tiền đâu. Dạ. Phải gắng, cố gắng mà lo cho nó. Đây là cái số tiền 1 triệu đồng của Mạnh Thường Quân gửi cho bà với lại cho chú nha. Chúc dạ. cho gia đình của mình sẽ được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cuối cùng thì con xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng con đến thăm với hoàn cảnh gia đình của chú Út Gia nha. Hiện tại thì chú cũng ở chỉ có một mình thôi. Để biết rõ thêm thì bây giờ xin mời mọi người cùng vào nhà. Dạ, con chào chú Út. Dạ. Dạ. Không biết là năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi chú? Hôm nay 42 tuổi. 42 tuổi. Vì hiện tại chú ở đây thì mình ở với ai hả chú? Ở với bà chị. Ở với bà chị là ở chung nhà luôn hay sao? Bà chị ở nhà sau. Ở phía sau. Dạ. Dạ. Rồi lên đây con thấy ở phía trước thì mình có bày ra một cái gian hàng nhỏ nhỏ đó mà buôn bán ha. Lúc đó có, giờ không có bán. Giờ không có bán nữa. Dạ. Rồi chị thì lên đây để làm gì hả chú? Bà đi tới luôn vậy đó. Dạ. Rồi bà buôn bán trên chợ á. Rồi bà không bán ở đây, chạy bán ở đây không được. Bán dạ. ế quá. Dạ. Còn cái chân của chú là không biết là như thế nào, chú có thể chia sẻ cùng với con được không? Hồi đó là bị bại liệt á, dạ. lúc 3 tuổi. À. Rồi tới bây giờ luôn. À, mình có đi tới đi lui được không chú? Được, đi có cái tó đó. Có cái tó mình cắm dạ. tới chân người. Rồi chú có thể duỗi thẳng chân ra được không hay là chỉ được. Để vậy thôi? À. Bình thường, rồi chạy bị cái giò này. Dạ. Yếu giò này. Vậy là từ hồi đó tới giờ luôn. Từ 3 tuổi giờ. Ừ. Chú là không có gia đình luôn không chú? Không có gia đình luôn. Rồi mình như thế này thì hồi đó giờ mình có làm được nghề gì không chú? Hồi lúc trước có bán vé số. Rồi ế quá à. Rồi làm với cái bàn giò mình làm gì lộ đâu nổi đâu. Không có xe gì mà chủ động tới lui rồi đi vô không đó, đạp đá này kia nó thốn. Dạ. Rồi mình lúc đó mình bán được lâu không chú? Bán mấy tháng à. Mấy tháng. Rồi xong rồi mình ngưng tới giờ là bao lâu rồi? Cũng mấy năm rồi. Rồi bây giờ là không có còn làm gì hết. Không còn làm gì hết. Vậy rồi cái chi phí đó đâu mà mình sinh hoạt hàng ngày hết chứ? Mấy chị đều cho đó. Dạ. Rồi với mấy nhà nước đồ hỗ trợ mấy người tàn tật nữa nè. Tháng vượt 540. Dạ. Cũng đủ sống tháng. Dạ, vậy là cũng lây lất qua ngày lây được ha. Dạ.
Dạ. Rồi ngoài cái chân nghe thì không biết là sức khỏe của chú có tốt không? Cũng đỡ, mới đau bấm gài nè. Dạ, chú bị sao? Bị lên máu. Lên máu. Dạ, rồi mình có lãnh thuốc uống thường không chú? Có, gà chậm xá. Gà chậm xá lạnh. Tại em có bảo hiểm. Dạ. Rồi ra cái đó rồi đưa bảo hiểm rồi mình uống 10 ngày nửa tháng vậy đó. Dạ. Uống rồi, thì cũng đỡ. Uống thì cũng đỡ ha. Dạ. Vậy là chỉ có bị lên máu thôi, lên bị máu. Cao huyết áp. Dạ. Dạ. Ngày hôm nay thì cũng rất là vui khi mà được đến đây con thăm chú. Dạ. Thì với một cái tinh thần con nấy thì chú cũng khá là lạc quan và vui vẻ luôn. Dạ. Thì con cũng rất là lấy làm hạnh phúc vì cái điều đó. Dạ. Dạ. Có một cái phần quà mà con muốn đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là dạ. Chị Thúy Lâm, chị Vân Lâm cùng với lại là anh Tài Lâm. Dạ. Muốn tưởng nhớ đến mẹ hiền là Nguyễn Thị Tiết. Dạ. Có nhờ con là gửi cái phần quà này cho chú nha. Đây dạ, là cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân. Cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn các nhà Thường Quân. Dạ. Con mời chú mở cái phần quà ra dạ. Nha. Dạ, vì cũng đỡ sống được vài tháng. Dạ, một triệu mà chú sống được tận vài tháng dạ. Luôn á hả? Tại vì sáng mình đâu có ăn uống gì đâu. Dạ. Uống trà đường 3.000 à. Dạ. Mình ăn đầu giặt 5.000, 10.000 gì đó. Dạ. Dạ, dạ. Chúc chú nhiều sức dạ. Khỏe nha. Cảm ơn anh Quân. Dạ. Cảm ơn.